Con xin nhờ sư giải đáp thắc mắc này giúp con. Trong chuyện kể về thời Đức Phật, Đề Bà Đạt Đa đã hại Phật từ lần này tới lần khác. À, nhớ nha, kiếp quá khứ chuyện tiền thân thì mình không có dùng từ Phật, mình dùng từ Bồ Tát. Tại lúc đó Ngài chưa thành Phật. Rồi, Phật biết đây là nghiệp xấu của mình đã gây tạo từ vô lượng kiếp, nay đến thời phải trả. Còn Đề Bà Đạt Đa chỉ là người làm việc xấu hại Phật, thuận theo nhân quả mà thôi. Ở đâu mà quý vị nói cái này? Quý vị căn cứ vào đâu để nói là Phật biết đây là nghiệp xấu của mình đã gây từ vô lượng kiếp, nay đến thời trả quả, còn Đề Bà Đạt Đa chỉ là người làm việc xấu hại Phật, thuận theo luật nhân quả mà thôi? Căn cứ ở đâu? Nói, nhớ nha, nói thì có sách mà mách thì phải có chứng. Cái câu này quý vị nói là không có bằng chứng nha, nhớ. Vậy tại sao Đề Bà Đạt Đa lại bị đọa địa ngục vô lượng kiếp? Rồi thêm một câu nữa, bằng chứng đâu quý vị nói là Đề Bà Đạt Đa bị đọa địa ngục vô lượng kiếp? Xin sư giải thích mối nghi này giúp con. Như vậy chúng ta có hai vấn đề trong câu hỏi. Vấn đề thứ nhất là cái chuyện Phật bị hại á, là do ác nghiệp của Ngài. Xin thưa là không phải như vậy. Mà ở trong, nếu như chúng ta chịu khó xem chuyện tiền thân á, thì chúng ta thấy là Đề Bà Đạt Đa oan trái với Phật một cách đơn phương. Đó nha, Đề Bà Đạt Đa oan trái với Phật một cách đơn phương. Nó giống như á, một người cầm một cái cục sắt nóng, bị phỏng tay rồi lại đi giận cái cục sắt nóng đó. Chứ họ không có giận cái mình là tại sao mình ngu quá, cục sắt nó nóng rồi mình cầm nó. Hay là một người á, lấy tay không chụp vào cái lưỡi dao và bị đứt tay, thì thay vì giận tại sao mình ngu quá mình đi chụp vô cái lưỡi dao, thì họ lại giận con dao tại sao mày bén quá để cho tao bị đứt tay. Thì cũng như vậy, trong rất nhiều kiếp, chuyện oan trái của Đề Bà Đạt Đa đối với Bồ Tát là oan trái đơn phương. Nếu quý vị chịu khó đọc chuyện tiền thân, sư kể rất là nhiều rồi. Thì thay vì Đề Bà Đạt Đa, cái oan trái đó sở dĩ mà nó đi từ đời này qua đời khác, nó càng ngày nó càng nặng, là bởi vì Đề Bà Đạt Đa mỗi lần mà hại Bồ Tát xong mà bị gọi là mình bị đọa đó, thì thay vì giận mình là tại sao mình ngu quá mình làm cái ác nghiệp, thì Đề Bà Đạt Đa lại giận Bồ Tát, tại ông mà tôi xuống địa ngục, tại ông mà tôi sa đọa. Cho nên là càng lúc thì càng tiếp tục kết oan trái. Còn cái gọi là khi mà ở trong kiếp chót đó, Ngài bị những cái nghiệp, thì xin thưa là hình như không có cái quả của ác nghiệp nào mà do là dính tới Đề Bà Đạt Đa. Ví dụ Ngài bị Đức Phật bị bệnh, bị đau lưng, thì cái quả đau lưng á, là do kiếp quá khứ khi Ngài từng là một cái tay là võ sĩ mà giác đấu á, là Ngài đã đấm cái đối thủ của mình á, đấm vô lưng của họ. Cho nên á, là do cái nghiệp đó, thành ra là về ở kiếp chót Ngài còn bị đau lưng. Rồi, còn cái nghiệp mà Ngài phải tu 6 năm khổ hạnh rừng già thay vì chỉ có 7 ngày, đó là do kiếp quá khứ khi còn là Bồ Tát, Ngài đã buông lời ngã mạn phỉ báng một vị chánh đẳng giác, cũng không dính gì tới Đề Bà Đạt Đa. Và cái nghiệp, cái quả Ngài chỗ cũng không dính tới Đề Bà Đạt Đa. Rồi trong cái nghiệp mà Ngài bị chịu khát nước á, 3 lần kêu Ngài Ananda lấy nước cho Ngài, Ngài Ananda không có lấy. Cái chuyện mà Ngài bị khát nước đó là do cái ác nghiệp năm xưa mà Ngài lôi cái con bò, lôi qua chỗ khác uống nước mà lôi bằng tâm sân. Thì nó cũng không dính dáng gì tới Đề Bà Đạt Đa. Cho nên á, là sư không thấy cơ sở để nói rằng cái chuyện mà Phật bị Đề Bà Đạt Đa hại là do ác nghiệp của Ngài.
không có cơ sở. Và Đê Quá Đá Tá làm là làm thuận theo cái nghiệp đó, cũng không có cơ sở luôn. Nhưng ngay cả trường hợp mà như vậy, tức là do ác nghiệp của Ngài mà Đê Quá Đá Tá hại, thì Đê Quá Đá Tá vẫn đi địa ngục như thường. Tại sao? Quý vị còn nhớ trường hợp của Ngài Mục Kiền Liên không? Ngài Mục Kiền Liên do ác nghiệp cho nên kiếp chót là Ngài bị bọn cướp hại. Nhớ, nếu như không có bọn cướp thì Ngài vẫn sẽ bị cái nghiệp đó bằng cách này hay cách khác. Ví dụ như đá nó lăn xuống, nó đè Ngài. Hoặc là tự nhiên Ngài rớt xuống một cái hố và Ngài bị nạn. Vẫn có cách này hay cách khác. Không, dù có bọn cướp hay không có bọn cướp thì Ngài vẫn sẽ gặp nạn. Nhưng ở đây do Ngài vì lòng bi mẫn, Ngài không muốn bọn cướp lại gây ác nghiệp đó, cho nên là Ngài tránh né đi. Nhưng mà bọn cướp vẫn cố tình tấn công Ngài. Tại sao mà sư nói như thế? Tại vì á, trong một kiếp mà Bồ Tát phải chịu cái quả là bị đứt đầu á, thì khi mà quý vị Bà La Môn á, lôi Ngài ra cái vách núi để mà chuẩn bị tế thần á, để mà dùng dao mà chặt để mà tế thần á, thì lúc đó Ngài mới khóc. Lúc bây giờ Ngài là một con dê thì Ngài khóc. Thì cái vị Bà La Môn hỏi tại sao ông khóc, tại sao mi khóc mà khóc rồi mi lại cười. Thì con dê mới trả lời á, là tôi khóc á, là bởi vì đây là do ác nghiệp quá khứ của tôi, do tôi phạm tội sát sanh, cho nên thời nay là tôi phải chịu cái quả báo là bị người ta chặt như thế này. Mà tôi cười á, là bởi vì tôi biết đây là kiếp chót rồi, tức là cái quả tới đây là hết, cho nên tôi không còn bị nữa, thành ra tôi cười. Và Bồ Tát kể cái tiền thân của Ngài làm sao, làm gì để Ngài bị như thế. Thì vị Bà La Môn mới cảm động và bỏ cái đao xuống và sẽ không có tế lễ Ngài nữa. Thì Ngài nói mặc dù ông đã từ bỏ cái việc sát hại rồi, tức là ông sẽ không bị đi địa ngục do vấn đề này, nhưng cái quả, cái nghiệp của tôi tới thời tôi vẫn phải chịu thôi. Thì Bồ Tát vừa dứt lời, cái tảng đá ở trên núi đó nó rớt xuống, nó đập vào nhau và có một cái mảnh đá nó bay, nó xẹt qua cổ của con dê và con dê cũng bị chém, tức là bị đá chém, không có ai hại. Như vậy, khi cái ác nghiệp nó trổ, dù có người hay không có người, nó vẫn sẽ bị. Cho nên là cái người mà cố tình họ làm thì họ vẫn sẽ đi địa ngục do vấn đề đó. Do đó, trong sự kiện Ngày Mục Kiền Liên, bọn cướp vẫn phải đi địa ngục. Rồi còn cái vấn đề thứ ba ở trong câu hỏi đó là đề Bà Đạt Đa bị đọa địa ngục vô lượng kiếp thì không đúng. Tại vì ở trong kiếp này, khi mà Đề Bà Đạt Đa hại Phật như vậy đó, thì ông sẽ đi xuống địa ngục và ở dưới đó hết tuổi thọ của kiếp trái đất này. Và sau đó ông sẽ đi lên lại, chứ không có chuyện mà đi xuống vô lượng kiếp, thì không có chuyện đó. Tức là ông chỉ ở dưới cho tới hết tuổi thọ của quả địa cầu này là chấm dứt. Nhớ nha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.